Xin chào các bé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích Việt Nam mới. Đó là sự tích, gốc tích của bộ lông quạ và bộ lông công. Xưa kia, quạ và công là đôi bạn chí thân. Cũng vì màu lông của chúng giống nhau, con nào con nấy đều xám xịt như vừa rút ở bùn lên. Lúc ấy, chúng làm gì đã có bộ cánh như được bây giờ? Cả hai con đều tự biết mình xấu, nên không dám chơi với ai cả. Riêng công, dưới mắt quạ thì lại càng xấu tệ. Cái đầu bé tí chẳng cân xứng với con người. Thêm vào đó, một cái cổ dài và ngẳng nghiu, thật khó coi hết sức. Một hôm, quạ bảo công: "Đằng kia, có người thợ vẽ có thuốc đủ loại màu. Chúng ta hãy ăn trộm về mà tô chuốt cho nhau, sửa lại bộ cánh cho đẹp." Công gật gù nhận lời. Hôm ấy, người thợ đang vẽ dở cho người ta một bộ tứ bình. Thuốc vẽ còn bỏ lăn lóc bốn bên người. Thừa dịp người vợ ngủ ngày, hai con vật lần lượt mò vào lấy trộm bút lông và thuốc vẽ, đưa ra một gò con ở giữa hồ rừng đấy. Lần thứ ba chúng nó toan vào lấy một mẻ nữa, nhưng người thợ vẽ đang ngủ dậy. Chúng đành trở ra kiểm lại, thì thấy chỉ được có một hỏi mực tàu, một gói thuốc xanh và một gói kim nhũ. Quạ mới bảo: "Thôi được, chúng ta bắt đầu vẽ cho nhau đi." Nói đoạn, quạ bắt công nằm xuống cho mình tô điểm. Quạ vốn khéo tay, thoạt tiên nó dùng màu xanh tô vào đầu, vào cổ, vào cả mình của con công. Tô đến đâu, rắc kim nhũ đến đấy. Đến cái đuôi, quạ bắt công phải cố xòe ra như cánh quạt cho mình vẽ được kỹ lưỡng. Ở mỗi lông đuôi, quạ vẽ những vòng tròn và tô màu bằng mực tàu và kim nhũ rất đẹp. Tô xong đắc ý, quạ bắt công phơi cái đuôi cho thật khô. Công vốn vụng về, nên khi bắt tay vào tô điểm cho quạ thì nó lúng túng. Hơn nữa, lúc đó màu xanh và kim nhũ đã cạn. Giữa lúc công không biết trang sức cho quạ như thế nào, giữa lúc công chưa biết trang sức cho quạ như thế nào, thì bỗng có quạ khoan ở đâu bay tới. Quạ khoan vốn có họ với nhà quạ. Hồi ấy, màu lông của nó trắng toét như vôi. Chưa đổ xuống, nó đã giục tíu tít: "Anh quạ, anh làm gì đó? Mau đi về phía phương đông." "Để làm gì?" "Có tin cho biết rằng phía đó mới có một trận đánh nhau to, thầy chết như rạ. Thật là một dịp may hiếm có." Quạ nghe đến thịt người thì sự thèm muốn làm cho nó không tự chủ được nữa. Quạ bảo với quạ khoan: "Thế à, nhưng để nó tô điểm cho tao cái đã, chịu khó chờ tí nhé." "Không được, phải đến trước ban đêm, ngày mai mới đến thì người ta chôn hết còn gì." Quạ nóng nảy giục công: "Thế thì mày phải làm gấp lên mới được." Quạ khoan thấy công đẹp nên cũng muốn có một bộ cánh tươm tất. Nó xen vào: "Anh quạ, anh làm ơn cho tôi một tí với, tôi cũng cần ăn mặc tử tế một chút." Quạ vui lòng chia sẻ phần thuốc vẽ của mình cho người em họ. Công nhưng lúc quạ vội nên chả cần ngắm nghía gì lôi thôi, chút một nửa số mực tàu lên đầu quạ. Mực chảy đến đâu, người quạ đen đến đó. Công còn hữu ý bôi cả vào mỏ, vào chân, làm cho toàn bộ người của quạ đen nhánh như cột nhà cháy. Đến lượt tô cho quạ khoan, công cũng đổ số mực còn lại lên người nó. Khi nước mực rót xuống đâu, quạ khoan hơi ngại rụt cổ lại. Thành thử, cổ của nó có một cái ngấn không bị mực lấm đến. Nhìn thấy công tô điểm cho quạ khoan, quạ mới biết là mình dại. Không dưng lại để cho một kẻ vụng về trang điểm. Nhưng việc đã lỡ, còn biết làm gì được nữa. Tức mình quá, hai anh em nhà quạ chỉ còn biết mắng cho công một trận rồi bỏ đi. Từ đó, quạ không chơi với công nữa.
Cũng vì thế mà ngày nay dòng dõi loài công có bộ cánh rất sặc sỡ. Đi đâu chúng nó cũng ưỡn ẹo và luôn miệng khoe khoang: "Cuông tốt, cuông tốt." Trái lại, dòng dõi loài quạ thì bộ cánh đen thui như mực. Trong đó có quạ khoang đặc biệt là có một cái ngấn trắng ở xung quanh cổ. Vì phải bộ cánh xấu quá nên quạ rất thẹn thùng, đi đâu cũng than thở: "Quạ xấu hổ, quạ xấu hổ." Câu chuyện của chúng ta đến đây đã hết rồi. Xin chào tạm biệt các bé nhé.